Linh biết thì gần đây nè, cách đây khoảng 3-4 cây thì có một cái miếng vuông, người ta kêu cái giá tới khoảng 80 triệu một công lận cô Tí Mạch. Nhưng mà đương nhiên là 80 triệu một công thì cái miếng vuông kia nó sẽ, cái lộ nó sẽ gần 5 căn hơn nha, nó gần 5 căn hơn. Thì bởi vì nói là tiền nào của đó thôi, đó, thì cái này xa 5 căn hơn thì cái giá nó rẻ hơn. Nói chung là mình cũng không thể nào so sánh ngang vậy. Bởi vì nó là tùy theo cái điều kiện của bạn, chẳng hạn như bạn có 1 tỷ mấy à, mà kia mua miếng viên kia 3 tỷ mấy sao không mua, đúng không? Chẳng hạn như miếng kia gần 5 căn đây mà bạn không có 3 tỷ mấy sao không mua được, đúng không? Vậy thì nếu mà bạn có 1 tỷ mấy thì bạn mua miếng vuông cỡ gì là ok rồi, 3 mấy công là ok lắm rồi, 1 tỷ mấy. Và nhắc lại một cái nữa là mình đừng có nghĩ theo cái hướng là nó sẽ giảm nữa, không có giảm nữa. có nhiều người nghĩ thì đơn giản lắm, nghĩ tao đợi chừng nào nó rẻ nữa tao mua. Trời ơi trời, nó tăng nữa chứ nó rẻ gì nữa. Rồi, hai Linh xin chào cô chú anh chị các bạn ha. Thì hiện tại thì bữa nay Linh dẫn một người khách vô xem vuông ha, và hiện tại thì cái em trai đó vừa mới bước đi ra cô chú mặt. Vừa mới bước đi ra ha. Mới bị phút qua cái lùm cây rồi. Thì nói chung là em trai nó coi vuông rồi mới đi ra cô chú mặt. Bây giờ thì Linh sẽ quay toàn cảnh này để chia sẻ một xíu nha. Rồi hôm nay thì quay lại cô chú bạn, bữa hổm định quay thì trời mưa nên là nhìn thấy không rõ ha, bữa nay thì cố gắng quay rõ hơn ha. Rồi để ủng hộ tinh thần thì cô chú anh chị các bạn bấm like, bấm đăng ký, chia sẻ video lên Zalo, Facebook nha. Nói chung là đây là những cái cơ hội hiếm có để mình có thể sở hữu một cái miếng vuông là giá rẻ nha cô chú bạn, rất là rẻ luôn. Bây giờ thì cái video này thì nó sẽ hơi ồn xíu, là lý do là bên cái vuông kia người ta đang cải tạo cô chú mặt, có cái tiếng máy đó. Bây giờ thì Linh sẽ quay toàn cảnh ở cái chỗ cái cống của cái vuông này ha, để cô chú và bạn có thể hình dung và mình có thể liên hệ. Một lần nữa thì Linh xin nhắc lại là cái miếng vuông này nếu mà đăng lên cô chú và các bạn nào cần thì liên hệ nhanh, lý do là những cái vuông giá rẻ như thế này mình rất khó tìm. Bây giờ đây là cái cống nè cô chú mặt, đây là cái cống này ha, cái cống thì còn rất là ok nha, đây cống sổ còn rất là ok luôn đó, cống sổ. Và cô chú chị các bạn thấy là cái người ta mới xây cái này lên đúng không, mới xây này lên để chuẩn bị làm lộ nè đó, đắp lên rồi cô chú mặt, cô chú chị bạn nhìn thấy cái đất đó mới đúng không, đắp lên rồi đó, cái xi măng này, cái gạch này nè, người ta mới xây lên để chuẩn bị làm lộ nè đó. Và đương nhiên là ở đây là cái đường dây điện ở đây là có luôn nè đó. Rồi để Linh quay cụ thể hơn nha, đây cái lộ nè, có nghĩa là cái lộ đã đắp lên rồi, họp bàn thông báo rồi hết trơn rồi, khởi công rồi hết trơn nha. Đây là cái đường đắp để làm lộ nè. Rồi phía ngoài cái này là cái kinh nè, nhưng mà nó cũng kinh cũng lớn lắm nha đó. Đây cái cống sổ này đổ ra cái kinh này cũng lớn lắm nha. À, kinh lớn chứ không phải là kinh nhỏ đó. Đó cô chú anh chị bạn thấy kinh lớn không, rất là lớn ha. Thì hiện tại thì ở đây là xã Tam Giang 5 căn của Cà Mau nha cô chú anh chị bạn. Rồi bây giờ quay là khá ok phải không đó. Bây giờ hiện hồi nữa thì Linh sẽ đi dài ra ngoài phía ngoài kia đó. Cái vuông này nó có hai cái mặt tiền nha cô chú anh chị bạn, ở đây thì đang có một cái mặt tiền thứ nhất nè, chỗ cống nè. Đó. Ở ngoài sau kia là có một lộ luôn, ngoài sau kia là có đường điện, có một lộ luôn nha. Đây để Linh zoom lại coi thấy không đó, ở ngoài sau nè đó. Ngoài sau đó thì có một lộ, có đường điện luôn đó, có nhà luôn. Nói chung là nhà ở trong đây thì cũng tương đối rồi, không có thưa lắm. Nói chung là mỗi một cái vuông là có nhà hết á, mỗi cái vuông ở đây là có nhà hết á. Rồi một hồi nữa thì Linh sẽ tranh thủ quay dài ra một kia cho cô chú nhìn bạn coi ha. Bây giờ Linh sẽ báo cái kích thước giá cả nha. Hồi nãy thì Linh mới dẫn cái người em trai đó vô coi. Cái khả năng mà em trai đó mua thì Linh nghĩ là khoảng 6-70%. Tại vì
dụ gì nếu em trai nó mua thì cái video này đương nhiên là không có đăng. Có sao mà nói vậy bạn? Như em trai đã không mua thì cái video này sẽ đăng. Và cái video này đăng lên thì anh nghĩ là cũng mau thôi chứ không có lâu đâu. Tại vì những cái miếng vuông như thế này của chú bạn kiếm rất khó lắm. Xin nói sơ thấy được cái tiềm năng này đúng không? Nghĩa là hiện tại là ngoài sau nó có lọ rồi đó. Và ở ngoài trước này chuẩn bị làm lọ nè. Có nghĩa là miếng vuông có hai mặt tiền. Mà giá thì rất là ok. Rồi ha, bây giờ Linh sẽ một chút xíu nữa Linh đi ra, Linh sẽ quay tiếp để chia sẻ thêm cho cô chú bạn cụ thể cái vuông luôn. Bữa nay là quay phải nói là từ A tới Z luôn. Rồi Linh đi dài ra luôn cô chú bạn, quay cụ thể luôn. Bữa nay nắng đẹp nè. Cái lỗ thì người ta be lên hết vậy các bạn. Trong năm nay thì sẽ làm lỗ nè. Rồi Linh đi trên cái bờ đê này ra ngoài luôn. Hồi nãy Linh có dẫn cái em trai đó vô coi á. Em trai nó cũng đi ra tới ngoài hàng này luôn nè. Thì cái mặt chỗ cống này, mặt chỗ cống này thì đang chuẩn bị làm lỗ nè cô chú bạn. Ha. Thì bữa hổm người ta ấy đất ở đây nè, người ta đắp lên cái be rồi đó. Giống người ta be đất rồi đó, chuẩn bị làm lộ luôn đó. Đây là cái phần mặt của vuông nè. Nói chung là vuông này thì cũng mới sơn đây coi các bạn. Mới nạo vét ha. Đây cái bờ này nó mới gáo gáo nữa nè. Nói chung giờ nắng thì đi nó không có lúng. Đi mấy chỗ ấy không có lúng. Gọi lên quay dài ra ngoài luôn ha. Nói chung là nắng hay mưa gì thì cũng cô chú anh chị các bạn coi thì cứ bấm like thôi, đơn giản ủng hộ tinh thần vậy thôi. Bấm like thì không có tiền đâu cô chú anh bạn, đừng có hiểu là đừng hiểu lầm là Linh kia bấm like để nó có tiền, không phải. Bấm like để mình ghi nhận cái công sức của cái người đó bỏ ra quay nắng nôi mưa gió cực khổ thôi cô chú anh bạn. Còn làm cái công việc này thì nói chung là Linh làm kỹ đó. Còn đánh giá về cái miếng vuông này thì Linh thấy nó cũng rất ok, rất tiện lợi rồi. Với cái giá này thì Linh nghĩ là ok rồi. Có lộ 2m. Mà khả năng mình lên hai được hai mặt tiền là trong tương lai thôi. Tại vì lộ bây giờ thì ví dụ như người ta thông báo, người ta be lên vậy thì chắc chắn là làm rồi đó. Chắc chắn 100% là làm rồi đó. Mình chờ vài tháng, có thể là trong Tết hay gì đó thì người ta sẽ làm xong cái con lộ đó nha. Ngoài này thì có lộ rồi, lộ 2m rồi. Rồi Linh đang đi dài ra nè. Đây là miếng vuông nè. Thì diện tích cụ thể của nó là 32 công trồng nhỏ của các bạn. 32.000m² đó. Đó, vuông mới cải tạo nó nhìn thấy trống, nhìn đẹp không? Ok đúng không? Thì nói chung là có là sao Linh nói vậy thôi. Giá này thì Linh thấy cũng ok rồi. Nghĩ là sẽ có nhiều cô chú liên hệ lắm á. Còn em trai nãy coi thì mua hay không thì cũng 50-50. Thì cũng hy vọng là mua. Nếu mua thì video này không đăng cũng được. Còn không mua thì Linh đăng video. Đơn giản thì thôi, thấy không? Mấy người làm thật thà thì có sao nói vậy người ơi mà. Tôi là tôi chơi vậy đó. Có sao nói vậy người ơi. Và chính vì Linh đăng dung nó chính xác đó, cho nên là đăng lên thì đâu có ai phản ứng gì nhiều đâu. Chính xác thì ở đây là tam giang của năm căn của chính bạn. Xã Tam Giang năm căn ha. Đây nè, dung nè. Quay lại cho đẹp ơi, đó. Quá rõ, quá cụ thể luôn rồi. Coi quá cụ thể luôn, cá ở phía dưới kìa. Này để có dịp nào làm mấy cái video câu lịch rồi dân lưới được không ta? Dân vuông mà không có làm được những video đó là dở lắm nha. hy vọng có dịp sẽ triển khai. Đó. Cô chú anh bạn thấy là đi cũng dài ha. Chiều dài của nó đó. Chiều ngang thì mặt tiền
đầu đằng kia thì chắc cỡ 70-72 mét. Đầu đằng này thì cỡ nhiêu ta? Linh chưa nắm chính xác cái số liệu nữa cho nên là báo sơ với cô chú anh chị các bạn như thế. Đầu này chắc cỡ 50, không biết 40-50 quá. Nếu mình tính từ cái cống đó vô đây thì nó nở hậu phía sau nha. Nếu tính gì thì nở hậu phía sau này rộng lắm. Nói chung là hai cái mặt tiền đang một cái làm lộ rồi, một cái về đến làm lộ. Còn một cái ý nữa là Linh nghĩ là cái lộ 2 mét ngoài này nè, cái lộ mà 5 căn đi về Tam Giang á, thì khả năng người ta mở rộng thêm cũng rất là cao nha. Đang nói đến là để phát triển kinh tế á, thì giữa các xã với huyện phải có một cái tuyến đường trực tiếp, và tuyến đường trực tiếp đó là tuyến đường này nè. Đó. Thì trong tương lai Linh nghĩ là những cái đường nối trực tiếp thì người ta phải làm thôi. Bây giờ mà làm lộ mà dưới 3 mét thì nghe nó buồn cười nha. Linh nghĩ là các đơn vị thi công cũng như là các ban ngành cố gắng làm ít nhất là 3 mét. Để mình tránh cái tình trạng là đọc tới sửa lui rồi mất công, tốn tiền, tốn kém. Quay ngoài cái việc làm YouTube, nó còn nhiều cái, ngoài cái việc mà bán cái miếng vuông thì nó còn nhiều cái ý nghĩa khác nữa của chính mình. Đó là lý do tại sao mà Linh ngay từ những ngày đầu mà làm YouTube thì Linh nói là YouTuber có tâm đó. Linh làm gì cũng phải có tâm mới được, không có tâm không làm đâu. Cho nên là đừng nghĩ là giống như là bạn có nhiều tiền thì bạn muốn nói tôi nhiều thì nói đâu được. Tôi làm theo lòng tự trọng mà. Ghê lắm. Lòng tự trọng nó đi với lòng tự ái. Rồi. Ok chưa? Quay phải nói là 100% miếng vuông luôn rồi. Vuông này thì ok quá rồi. Mới nạo vét lên ở đây chừng ấy nữa nè. Mới cải tạo luôn. Giờ mình mua chỉ mình thả xuống mình bắt tôm thôi. Nuôi cua rồi 5 căn là bá cháy rồi. Linh nói đơn giản, chẳng hạn như mình có khoảng chừng hơn 1 tỷ. Mình mua miếng vuông này mình mảnh hơn là mình mua một cái căn nhà ở ngoài phố nữa. Về mình thả tôm mình nuôi thôi. Thức ăn thì tôm cá đầy. Chứ còn việc mua gạo nó là xong. Rồi sau đó mình tăng gia sản xuất, mình muốn trồng trọt thêm gì mình muốn làm gì đó mình làm thêm. Ai trồng sống phải re. Hơi sức đầu đi lên chợ anh Bon Thiên làm công nhân chỉ mất công. Phải không cô chú anh chị các bạn? Linh nói quá chứ phải. Rồi nói chung là Linh thấy là ok. Bữa nay thì cũng cố gắng quay đó, chứ thật ra bữa nay chỉ dẫn khách đi coi thôi. Nhưng mà vì cái tâm cho nên là quay đó. Chúng thôi là không quay đâu. Tôi sẽ chứng minh cho những người soi mối tôi sẽ hối hận nè. Những người nào đang có ý định soi mối tôi là sẽ hối hận nè. Cô chú thì các bạn thấy ok chưa? Quá ok. Đó. Và đương nhiên là cái chỗ này nó nằm một cái vị trí cũng rất là tiềm năng ha. Cách từ cái miếng vuông này lại đẳng khoảng 300m, 400m là nó là một cái đường kinh cũng khá là lớn. Hiện tại là có phà. Phía bên sông thì có một cái chợ nhỏ. Chợ nhỏ ha, bên sông có chợ nhỏ. Nói chung là chợ búa giờ thì không quấy. Giờ thứ hai nữa mình qua sông là mình có cái trường tiểu học ở đó cô chú mà. Tiền tiểu học đã qua sông là tới luôn đó. Sát bên luôn. Còn trường cấp 2 rồi thì mình chạy ra chỗ cái nãy. Cách đây khoảng 3 km. Từ đây mình ra 5 căn là khoảng 10 cây. Đó, báo số liệu hết trơn rồi đó. Còn gì nữa không? Ok chưa cô chú anh chị bạn? Quá ok. Bữa hổm này cái video kia Linh cũng quay cái đường đi ra hết trơn rồi. Giờ bữa nay chắc không quay quá đâu.
quay dài quá cô chú anh chị không, bạn không chịu bấm like, quay ngắn thì bấm like, nên cố gắng quay ngắn. Ở phía ngoài này, phía đầu này nó rộng lắm nha, ngoài đầu này nó rộng gấp rưỡi cái đầu kia. Nói chung là thời buổi giờ tôi nghĩ là cô chú anh chị các bạn nào đã từng làm công nhân mình nhập nhập số tiền mua cái vuông này đi, thiếu chút đỉnh thì mượn bà con hàng xóm dây ngân hàng chút xíu mua được rồi, thì khi cơ hội đâu phải lúc nào nó cũng có đâu, lâu lâu mới có một lần cái bánh mì cũng có, câu đó là đúng đó. Càng ngày của chú bạn đi, lúc trước mình có nói một ý là khoảng 5 năm nữa mà ai mà có được khoảng 50 công đất hả, là thuộc dạng giàu có rồi đó. Đất thì nó càng ngày nó bị chia nhỏ ra, càng ngày nó càng ít đi của chú bạn, chứ nó không phải nhiều hoài đâu, đất có đâu nhiều hoài. Rồi tới đây thì gần tới cái lộ 2m rồi. Rồi chắc có thể là Linh sẽ kết thúc cái video này ở đây nghe cô chú bạn. Chốt lại thì miếng vuông này là 32 công tầm nhỏ ha. Một đầu thì nó khoảng 70-72 gì đó. Cái đầu còn lại thì nhỏ hơn chút. Thì chắc nó nằm cỡ 40 mấy quá. Linh đoán phỏng phỏng vậy đó. 4 mấy hay 5 mấy gì đó. Tính theo công thì nó là 32 công. Và giá thì là 1 tỷ 2 cô chú bạn, 1 tỷ 2 ha, cho một cái miếng vuông ở Tam Giang, 5 căn Cà Mau. Và vuông thì mới cải tạo đẹp luôn. Mình thấy là rất ok rồi đó. Nói chung là cô chú anh chị bạn tìm được cái miếng vuông mà có cái mặt tiền thế này rồi nằm cái vị trí cũng khá thuận lợi thế này cũng khó. Rồi giá thì cũng rất ok. Rồi Linh biết thì gần đây nè, cách đây khoảng 3-4 cây á, thì có một cái miếng vuông người ta kêu cái giá tới khoảng 80 triệu một công luôn cô chú mà. Nhưng mà đương nhiên là 80 triệu một công thì cái miếng vuông kia nó sẽ cái lộ nó sẽ gần 5 căn hơn nha, nó gần 5 căn hơn. Thì bởi vì Linh nói là tiền nào của đó thôi. Đó, thì cái này xa 5 căn hơn thì cái giá nó rẻ hơn. Nói chung là mình cũng không thể nào so sánh ngang vậy, bởi vì nó là tùy theo cái điều kiện của bạn. Chẳng hạn như bạn có 1 tỷ mấy à, mà kia mua miếng viên kia 3 tỷ mấy sao không mua, đúng không? Chẳng hạn như miếng kia gần 5 căn đây mà bạn không có tỷ, không có 3 tỷ mấy sao không mua được, đúng không? Vậy thì nếu mà bạn có 1 tỷ mấy thì bạn mua miếng vuông cỡ gì là ok rồi, 3 mấy công là ok lắm rồi, 1 tỷ mấy. Và nhắc lại một cái nữa là mình đừng có nghĩ theo cái hướng là nó sẽ giảm nữa, không có giảm nữa. có nhiều người nghĩ đơn giản lắm, nghĩ tao đợi chừng nào nó rẻ nữa tao mua. Trời ơi trời, nó tăng nữa chứ nó rẻ gì nữa. Thiệt á, cô chú nhiều bạn đừng nghĩ là cái miếng này 5 hay là 6 tháng sau nó giảm xuống nữa, không có đâu. Không bao giờ có điều đó xảy ra. Rồi bây giờ chốt lại thì cái video này thì đăng lại ha, trong cái bữa mà Linh giống như là có duyên gẫn cái em trai đó vô thì trước biết là không biết là có mua hay không, thì giống như là mua hay không thì cái đó nói chung là chưa biết, thì Linh cũng quay bình thường á. Nếu trong một bữa hai bữa nữa mà Linh không có đăng video này thì cái nghĩa là miếng vuông này bán rồi đó, đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà em trai đó chưa mua thì Linh sẽ đăng video này thôi, đơn giản vậy thôi. Và Linh nghĩ là đây là một cái cơ hội. Linh nghĩ là khoảng 3 năm nữa thôi là cô chú anh chị các bạn tìm miếng vuông như thế này và cái giá như thế này thì sẽ không có. Bảo đảm luôn, hứa danh dự. Không có. Mỗi một năm trôi qua thì vuông nó sẽ lên giá nha. Tại sao? Tại sao là Linh lại nói vậy? Tại vì bây giờ là đường xá, lộ làng, đường điện đường đó, là nhà nước đang làm khẩn trương.
chưa có lộ là phải khẩn trương làm, nâng cấp lộ lên 3m, 4m, mục đích là để là ô tô chạy đó. Cho nên là việc mà bạn cầm vui bạn cầm tỷ mấy đi, bạn hy vọng là bạn kiếm một miếng vuông và bạn cứ đợi thời gian nó. Bây giờ bạn đợi, càng đợi thì cái tỷ mấy của bạn là càng không mua được thôi, chứ không phải là càng đợi là càng mua được, không phải. Nó nghịch lý vậy đó. Thì nói ra nói sự thật thì nó hơi buồn đó. Rồi nói đúng thì người ta lại giống như người ta nó soi mói, nói Linh nó nói vậy đi nó bán, trời ơi, trời ơi. Nhưng mà quan trọng là bạn có nghĩ là tôi nói đúng hay không đó. Tôi nói vậy nhưng mà tôi nói đúng mà, đúng không? Tôi nói đúng mà, chứ tôi đâu phải là tôi nói như nó không đúng. Nếu mà nó không đúng thì nếu như 3 năm nữa mà bạn kiếm được một miếng vuông khoảng 1.2 tỷ này đi, mà ba mấy công đi bạn tìm thấy có không? Không bao giờ có đâu. Rồi đến đây thì Linh sẽ kết thúc video ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video sau nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn nào khi xem video thì mình ủng hộ bằng những cái like, mưa gió nắng no gì nên nó cũng quay cho thì nhiêu đó là đủ bấm like rồi. Rồi hẹn gặp lại video khác nha.